Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố trong tháng 4 vừa qua ước thực hiện 174,8 triệu đô la Mỹ, tăng 1,87% so tháng trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 41,2 triệu đô la, tăng 2,7% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 683 triệu đô la Mỹ, đạt 33,86% kế hoạch và tăng 11,26% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện trên 389 triệu đô la Mỹ, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện đến 161 triệu đô la Mỹ, đạt 32,24% kế hoạch, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Riêng dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện hơn 115 triệu đô la Mỹ, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Cục thống kê thành phố Cần Thơ cho biết trong tháng 4 năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giảm 0,12% so với tháng trước và tăng 2,89% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế chỉ số giá bình quân 4 tháng năm 2022 tăng 3,04% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước như hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, văn hóa, giải trí và du lịch. Hàng hóa và dịch vụ khác đều tăng 0,05%, tăng 1,61%. Có 3 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng có chỉ số giá giảm so với tháng trước, cụ thể là may mặc, mũ nón và giày dép, giao thông, bưu chính, viễn thông giảm từ 0,01%, giảm 4,28%. Nhóm giáo dục có chỉ số giá không đổi so với tháng trước. Bên cạnh đó, trong tháng 4, giá xăng 2 lần điều chỉnh giảm, chỉ số giá nhóm giao thông cũng giảm. Ông Lăng Chánh Huệ Thảo, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ, làm việc với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Vĩnh Thạnh về chất lượng tín dụng chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 1 năm nay. Trong quý 1, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Quyền Vĩnh Thạnh đạt 92,69 điểm xếp loại tốt. Trong đó, tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng tăng gần 8 tỷ 700 triệu đồng, đạt 98,56% chỉ tiêu cả năm. Tỷ lệ nợ lãi tồn đọng giảm 5,07%, tỷ lệ nợ khoanh giảm 6,19% so với đầu năm. Kết quả đối chiếu phân loại nợ có 10 trên 11 xã thị trấn xếp loại tốt, 1 xã xếp loại khá. Công tác huy động vốn qua tiền gửi tiết kiệm và các tổ tiết kiệm dây vốn đạt hơn 3 tỷ 300 triệu đồng. Nguồn vốn từ ngân sách huyện tăng 1 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu được giao cả năm. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách, đã giúp cho 58 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và 415 lượt hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho 579 lao động. 762 hộ xây dựng và cải tạo 1.492 công trình nước sạch và vệ sinh. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới của huyện Vĩnh Thạnh. Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Điền vừa tổ chức sơ kết tình hình hoạt động quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2022. Trong quý 1 năm 2022, các thành viên ban đại diện và phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tích cực huy động vốn từ các nguồn được trên 73 tỷ 400 triệu đồng, phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, các tổ tiết kiệm và vay vốn đã thực hiện phát vay cho trên 930 lượt hộ vay vốn với tổng nguồn vốn trên 25 tỷ 900 triệu đồng, tăng 61% so cùng kỳ, nâng tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng đạt trên 408 tỷ 300 triệu đồng, giúp cho hơn 12.000 lượt hộ vay vốn. Cùng với đó, tích cực thực hiện công tác xử lý nợ, tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,21%, giảm 2,25% so năm 2021. Đồng thời, tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của 263 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 80% tổ xếp loại tốt. Quý 2 năm nay, phòng giao dịch cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách.
Trong 2 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, đông đảo du khách đến thành phố Cần Thơ tham quan và vui chơi. Các điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách là chợ nổi Cái Răng, làng du lịch Mỹ Khánh, làng du lịch sinh thái Ông Đệ, khu du lịch sinh thái Phi Yến, huyện Phong Điền. Bình quân mỗi ngày có trên 1.000 lượt khách đến tham quan vui chơi. Các điểm này cũng có nhiều chương trình đầu tư làm mới để thu hút du khách dịp lễ như tổ chức ngày hội bánh trái năm 2022. Còn du lịch cộng đồng Cồn Sơn, quận Bình Thủy, bình quân mỗi ngày có từ 15-20 đoàn khách tham quan, chưa bao gồm khách lẻ, đến trải nghiệm văn hóa và đời sống miệt vườn sông nước, cùng các điểm du lịch sinh thái trên Cù Lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Và đặc biệt là tuyến phố đi bộ Ninh Kiều tại đường Hai Bà Trưng, khu vực công viên Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, đi vào hoạt động ngay ngày 30 tháng 4 năm 2022. Tuyến phố đi bộ thu hút đông đảo du khách. Tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian. Cao điểm tập trung khách ở tuyến phố đi bộ vào khung giờ 20 giờ đến 21 giờ. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với quận Thốt Nốt về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất công, đất bãi bồi trên địa bàn quận. Năm 2022, qua rà soát thống kê, hiện trên địa bàn quận Thốt Nốt có tổng diện tích quản lý đất công là 101 hectare với 304 thửa đất do nhà nước quản lý. Trong đó, đất đã khai thác sử dụng 2 thửa, còn lại là đất công chưa sử dụng. Đất bãi bồi có 102 trường hợp thuê đất với tổng diện tích 46,89 hectare. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc khai thác sử dụng đất công, đất bãi bồi còn gặp phải một số khó khăn. Một số kênh rạch sông ngòi, đất nghĩa địa vẫn còn tái lấn chiếm, xây dựng trái phép. Việc khai thác quy hoạch còn chậm. Việc giao đất và cho thuê đất bãi bồi nuôi thủy sản gặp nhiều khó khăn trong đấu giá, giải quyết hồ sơ, vân vân. Đoàn thanh tra yêu cầu lãnh đạo quận Thốt Nốt tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, tăng cường công tác tuyên truyền về quyền và quản lý đất công, đất bãi bồi, quan tâm công tác khai thác sử dụng đất công, đất bãi bồi đúng quy định, phối hợp với các ngành các cấp rà soát thống kê đất công đã và chưa sử dụng, thành lập đoàn có kế hoạch khảo sát thực tế các công trình có ảnh hưởng đến đất công, đất bãi bồi, tránh tình trạng khai thác sử dụng trái phép. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều họp thông qua phương án thiết kế và chủ trương đầu tư công trình xây dựng mới và cải tạo sửa chữa ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều. Công ty tư vấn thiết kế xây dựng Trúc Phương cho biết, quy mô công trình xây dựng mới và cải tạo sửa chữa ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều được xây dựng trên khuôn viên hiện hữu của ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều với tổng diện tích khu đất 29.400 m², bao gồm việc xây mới, cải tạo và sửa chữa nhà chỉ huy, nhà sĩ quan, nhà nghỉ dự bị động viên, nhà ăn, nhà trực ban, hội trường 100 chỗ, nhà truyền thống, nhà kho quân khí K1, cổng chính, hàng rào, chốt gác, nhà vệ sinh, nhà xe hai bánh, khán đài. Đồng thời, tổng diện tích xây mới là 782,56 m², trong đó gồm nhà ở cán bộ chiến sĩ với quy mô một trệt một lầu, nhà để xe, nhà trồng rau, vân vân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế ghi nhận các ý kiến đóng góp để hoàn thiện phương án, chú trọng giải pháp xây dựng bảo đảm tính liên hoàn hoạt động, đồng thời đáp ứng theo điều kiện khu đất. Vì đầu tư xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự quận sẽ đảm bảo nhu cầu về nơi ở, sinh hoạt, làm việc và huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ theo hướng đồng bộ, chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Mới đây, lãnh đạo quận ủy Cái Răng cùng đoàn cán bộ của ban thường vụ quận ủy Cái Răng và lãnh đạo ban ngành quận đến làm việc với đảng ủy phường Thường Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và trọng tâm những tháng tiếp theo. 4 tháng qua, Đảng ủy phường Thường Thạnh phối hợp tổ chức các lớp học tập quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản và chuyên đề học tập toàn khóa đại hội lần thứ 13 của Đảng, có 337 cán bộ đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ trên 98%. Thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của ban thường vụ Đảng ủy đối với 2 tập thể và 2 cá nhân. Hệ thống dân vận và các đoàn thể phối hợp với Ủy ban nhân dân phường và các khu vực tổ chức vận động tặng trên 1.100 phần quà cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền trên 338 triệu đồng. Đến trung tuần tháng 4, phường thu ngân sách được 703 triệu đồng, đạt 23,7%. Trong thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường công tác vận động bảo hiểm y tế, tập trung khai thác và quản lý tốt các nguồn thu thuế và thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
Hội Nông dân quận Bình Thủy phối hợp với Hội Nông dân phường Trà Nóc tổ chức ra mắt tổ hợp tác trồng sầu riêng khu vực 1, phường Trà Nóc. Tổ hợp tác trồng sầu riêng có 5 thành viên là những người sản xuất chuyên canh và xen canh cây sầu riêng với tổng diện tích trên 12.000 m2, sản lượng bình quân gần 25 tấn một năm. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên sẽ được hướng dẫn, giúp đỡ nhau dạy vốn, kỹ thuật sản xuất, trồng trọt, đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiến tới tạo thương hiệu sản phẩm cho tổ hợp tác, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước cải thiện đời sống vật chất cho các hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Hiện tại trên địa bàn quận Bình Thủy hiện có 40 tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp với 400 thành viên, diện tích sản xuất 150 ha và 8 hợp tác xã nông nghiệp với 130 thành viên, diện tích sản xuất 50 ha. Các tổ hợp tác xã chủ yếu về sản xuất rau màu, gan trái và chăn nuôi. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai cùng Ủy ban nhân dân xã Định Môn tổ chức lễ khởi công xây dựng mái ấm tình thương cho chị Đào Thị Mỹ Hiên ở ấp Định Mỹ. Gia đình chị Hiên thuộc hộ cận nghèo không có ruộng đất canh tác, hai vợ chồng chị cùng đi Bình Dương làm việc nhiều năm qua. Chồng chị làm bảo vệ, còn chị làm công nhân. Tháng 7 năm 2021, chồng chị đã mất do Covid-19, giờ một mình chị không nghề nghiệp ổn định nuôi ba con nhỏ. Ngôi nhà cấp 4 sẽ được xây dựng với tổng kinh phí khoảng 90 triệu đồng. Trong đó, từ nguồn vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ hỗ trợ cho gia đình có 3 trẻ mồ côi cha do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là 50 triệu đồng. Phần còn lại do người thân gia đình hỗ trợ thêm để căn nhà thêm khang trang. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh luôn được quan tâm từ cấp tiểu học. Trong thời đại số hóa, các trường học cũng có định hướng phù hợp xu thế. Đây là một trong những hoạt động góp phần đưa đa dạng phong phú các loại sách đến với học sinh của Thư viện thành phố Cần Thơ. Các trường học trên địa bàn, trong đó có trường tiểu học Ngô Quyền, rất chú trọng phối hợp tổ chức các hoạt động như thế này. Thông qua hoạt động góp phần định hướng, xây dựng tình cảm, thói quen đọc sách cho học sinh, các em cũng sớm nhận thấy lợi ích đầu tiên của việc đọc sách. Đầu đọc sách khi con mới 4 tuổi và con cảm thấy là đọc sách nó trao dồi cho con thêm nhiều kiến thức và con có thể dùng những từ ngữ trong sách để làm nên những bài tập làm văn hay. Mẹ con chỉ cho con đọc sách ở những cái cuốn sách in thôi. Mẹ con sợ là nhìn nhiều quá trên điện thoại thì sẽ gây đến việc tác hại đến mắt, là mình sẽ bị cận. Những năm gần đây, sách được đưa lên môi trường Internet, các nền tảng mạng xã hội ngày càng đa dạng phong phú. Các lứa tuổi dễ dàng truy cập, xem sách trên các phương tiện điện tử. Các trường học cũng dần có định hướng sao cho học sinh có tiếp cận phù hợp, hiệu quả. Khi mà hướng dẫn hay là giới thiệu cho các con về cái việc mà các con đọc sách điện tử đó, thì khi lên cái trang điện tử các con mở sách thì các con cố gắng tìm được cái chuyện đó. Ví dụ như hôm nay giới thiệu cho các con chuyện thánh gióng hay là chuyện cổ tích thì các con chỉ tìm những cái nội dung để các con đọc trên những cái chuyện đó, sau đó thì các con sơ lược tóm lược được những cái cốt truyện, những cái đoạn chuyện trên đó để các con sẽ trả lời lại các câu hỏi mà giáo viên sẽ đưa ra phía sau bằng nhiều hình thức đố vui, hái hoa dân chủ để cho các con trả lời được những cái câu hỏi mà các con xoay quanh cái câu chuyện các con vừa đọc. Sách in giấy, sách điện tử đều mang lại hiệu quả thiết thực khi được sử dụng đúng cách. Việc định hướng phương pháp, thời gian đọc phù hợp giúp đảm bảo sức khỏe, hiệu quả đọc sách là cần thiết cho học sinh. Đến đây chúng tôi cũng xin khép lại chương trình thời sự 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.